Hello em, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em cách rửa xe phân khối lớn giống như là rửa xe vết ngàn ha. Thì mình đang chuẩn bị quay một cái con cá mập, hướng dẫn rửa cá mập thì con năm đã bán cho nên không quay được, mình sẽ quay cái vết ngàn cho anh em xem, nó cũng tương tự thôi. Thì mình sẽ quay từ từ những cái xe mình đang kinh doanh để cho anh em biết cách rửa nó như thế nào ha. Mình không cần không ăn đi tiệm. Và mình sẽ rửa như thế nào mà thôi sẽ không ảnh hưởng với cái xe mình. Ok anh em. Thì xe này mua về thì nó dơ không, hệt như là mình đi tour vậy ha. Đang xịn gì, quần áo xịn gì. Thì mình sẽ quay cho anh em xem mình rửa thì rửa như thế nào và mình né như thế nào ha. Thì anh em đầu tiên thì mình rửa thì mình không nên xịt cái vòi áp suất vô đây ha. Mình hướng dẫn anh em trước rồi xong mình sẽ rửa cho anh em xem. Thì những chỗ phím này thì mình nên rửa cái tầng áp suất mà không nên bắn vô đây, một điều đó ha. Và cái áp suất mình sẽ không bắn vô cái này, nếu bắn vô này thì sẽ nó xíp lá hết nha, xíp lá lên thì gió không vô đây được thì nó sẽ không giải nhiệt được. Giờ nếu anh em có thể thì nên lấy giải quấn cái bô lại luôn ha, không cho nước vô. Và một điều cực kỳ nó nguy hiểm nữa là anh em không bắn nước trực tiếp vô cái iPad chỗ này nha, trong đây nó có cái hộp iPad chỗ này, mình không nên bắn vô đó. Thì tí xíu anh em nhìn mình rửa anh em sẽ biết mình sẽ rửa như thế nào ha, không có cần bắn vô đó. Và một điều đặc biệt nữa, dưới này nó có một cái lỗ nè, cái lỗ ha, mình không nên bắn đây ha, bắn đây nó sẽ nước tràn đây. Khi mình bắn cái lỗ nó nước nó sẽ tràn lên trên đây ha, thì nó sẽ ngập trong đây, thì mình phải vệ sinh đó. Chứ nếu mà nó ngập vô trong đây mà mình không có biết mà mình để nó chạy luôn thì nó sẽ cực kỳ hiểm, nó sẽ báo lỗi mình. Giờ báo lỗi thì mới đi kiểm tra ha, chứ nếu mà không đi kiểm tra thì sẽ dẫn tới những cái khác nữa thì khổ lắm. Thì nó như vậy nó mới thì nó dơ vậy ha. Mình sẽ rửa cho anh em xem. Hôm nay là cái bộ xi bu của nó ha. Cái đời 2017 trở lên nó sẽ có bình hơi ngang đây. Còn từ 2016 trở trước thì không có. Cái này là bộ cầu chì của cái xe ha. Những gì đó nó sẽ hiển thị đây. Cái này cái motor phá quan. Nhưng mà thường đậu bô sẽ gỡ dục ra hết trơn rồi. Rồi ok, giờ mình sẽ rửa cho anh em xem. Đầu tiên sẽ xịt cái vòi nhẹ ha. Ok anh em, thì cái sơn như vậy là cực kỳ dơ luôn nha. Thì mình chơi mô tô thì mình cố gắng mình để vệ sinh cái này cực kỳ sạch luôn, không để nó gì ha. Cái này mình trong có thể nghĩ là khá lâu rồi không vệ sinh sơn này. Ok, tuyệt vời. Góc này là không chưa mở nha. Mà cho em chỉ tiền nè. Thì chiếc đỏ này là cái người chủ trước gắn cái ốc tre trên sườn á. Ốc tre sườn á thì nó sẽ bị nước không ra được, nó dỉ xét đây ha. Thì mình sẽ khắc phục cái này lại. Mình sẽ rửa sạch lên cho nó hết dỉ tre này. Ok anh em, thì bây giờ mình sẽ rửa sơn nha, mình sẽ hướng dẫn anh em rửa sơn sao. Này dầu gì dầu nha, hết từ giờ này lấy chưa nhiều. Này dầu đi sơn ha, mình xịt cho nó tan cái dơ ra đi. Ở giờ này cũng không nên giữa cái vòi áp suất trực tiếp vô cái mặt này ha. Trong cái nè sẽ có một cái xin nhựa để mà nó chặn lại không cho nước vào cái bộ đạn, trong đây nó có bộ đạn
thì mình không nên bắn trực tiếp đây luôn, bắn tiếp là sẽ nước vô đây thì sẽ rất là dễ hư cái bọc đạn trong đó ha, rất là dễ hư bọc đạn sau. Anh em chạy mà kêu két là nó rồi đó, bị thay rồi, để tránh trường hợp làm đường ha. Cái chỗ dưới sườn luôn. Lấy cái năng, cái trước thì lấy.